Chào các bạn nhé. Đây là một cái động cơ bơm nước, máy bơm trục đứng các bạn ạ. Đó. Đây, cái model kỹ thuật của nó đây này. Con này công suất là 1,1 kW các bạn ạ. Tức là 1,5 HP đấy. Đó, chạy điện là 220 V. Cái này thì nó bị hỏng mất rồi. Bây giờ tôi quay video này là nguyên nhân tại sao nó hỏng các bạn ạ. Thì bạn nhìn thấy đây này. 2, 4, 6, 8, 9 buồng cánh. 9 buồng cánh, được chưa? Thế thì cái máy này ấy, là nó bị nguyên nhân như này là do hết nước các bạn ạ. Hết nước thế nó chạy. Thì cái cánh này ấy, nó bằng cái nhựa. Nó bằng nhựa tổng hợp. Cho nên là nó nóng quá nó sun lại hết. Đấy. Khiến cho là bơm không lên nước. Khách phản hồi là yếu này, không có áp lực này. Đó. Cái này là bơm trục đứng để bơm để hệ lọc hệ thống lọc nước, nó dùng áp lực khá đẩy áp lực khá cao các bạn ạ. Đấy. Thì nguyên nhân là do hết nước các bạn nhá. Cho nên chạy liên tục lâu nó nóng nước và nó sun hết cánh lại.